Sắp tới rồi. Đừng có đụng vô, đau. Huyện Tống Sơn, Thanh Hóa có gia tộc ông Nguyễn Công Duẩn rất giàu có. Khi ấy, Lê Lợi khởi nghĩa trên Lam Sơn, bao lần lâm cảnh túng thiếu, gia đình này đã nhiều phen quyên góp cứu tướng sĩ khỏi cảnh bụng đói. Trúc Lương Thảo, chúa công hãy dẫn lấy mà nuôi quân quanh giặc. Đây là con của thần Nguyễn Đức Trung. Chúa công, xin người cho phép con được gia nhập nghĩa quân. Nguyễn Đức Trung tham gia tại nhiều nơi như Thanh Hóa, Đông Quan và Xương Giang, tất cả đều lập được chiến công. Sau này, Thái Tổ đánh bại giặc Minh, khai lập triều mới, xét đến công xưa, xếp cho con Nguyễn Công Duẩn vào hàng khai quốc công thần, quyền thế lừng lẫy. Phần Nguyễn Đức Trung, ông còn tham gia chiến dịch đánh đều các hãng, triều đình luận công muốn trọng dụng nhưng ông từ chối. Trong nhóm công thần khai quốc, cha con họ Nguyễn thuộc nhóm không chủ động tham gia tranh đoạt chính trị, chỉ chăm chăm làm tốt công việc của mình, lầm lũi mà được trăm quan nể trọng. Đến thời Thái Tông, Đức Trung sang Ai Lao lập được công trạng. Thời Nhân Tông, ông giữ chức Điện Tiền Đô chỉ huy sứ, xếp vào hàng tham chính đại thần, nắm một phần cấm quân trong tay, lo việc bảo vệ kinh thành và hoàng tộc. Một buổi đêm năm 1459, Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân cùng đồng đảng hơn trăm người treo tường vào cung cấm, hạ sát nhà vua và thái hậu. Ngay sau đó, Nghi Dân tự lập mình làm vua, lấy niên hiệu là Thiên Hưng. Những đại thần đầu triều như Lê Thụ, Đỗ Bí, Lê Ê không thể chấp nhận chuyện này, ngầm lên kế hoạch binh biến. Nghi Dân cảm nhận được mối họa nên đã có đề phòng. Ông cho thành lập cơ chế lục khoa để giám sát quan viên sáu bộ, tấn phong những thần tính của mình lên các chức vụ lớn, tăng cường theo dõi, thăm dò ý tứ trăm quan. Kế hoạch của nhóm Lê Thụ bị phát giác, những người có liên can trực tiếp đều vong thân. Quân phản nghịch, đồ giết vua công ngôi. Nhóm đại công thần nhận cố mệnh phò trợ Nhân Tông năm xưa, giờ chỉ còn lại hai người. Các ngươi nghĩ Nguyễn Xí, Đinh Liệt thế nào? Tâu bệ hạ, trước đây Nguyễn Thị Anh đã tông giam Đinh Liệt, giáng chức Nguyễn Xí, uy tín của cả hai đều giảm, cộng thêm bài học mới đây của Lê Thụ, hai lão chắc không dám làm liều đâu. Dù là công thần khai quốc hai lần nhận cố mệnh phò vua trẻ, nhưng thần thấy Nguyễn Xí không chủ động tranh đoạt chính trị, y cũng chưa từng xây dựng dây cánh cho mình, thế lực không đến mức phải lo ngại. Giả lại các công thần Lam Sơn lứa đầu đã đi đời gần hết, lớp kế cận không có ý can dự đến chính trị, hai lão muốn làm gì cũng chưa chắc có đồng minh. Thực tế lại khác, Nguyễn Xí, Đinh Liệt cùng Nguyễn Đức Trung liên kết thêm mấy mươi người, ngầm lên kế hoạch tổ chức cuộc phế lập trong thầm lặng. Lê Nghi Dân là tên hôn quân vô đạo, dám cả gan giết vua và hoàng thái hậu, tội ác không thể dung tha. Chúng ta là những bề tôi trung thành, mặt thấy tai nghe, mà giờ lại ở dưới trướng của kẻ bội nghịch, đứng trong triều của kẻ cướp ngôi giết vua, là tội nhân muôn đời. Còn mặt mũi nào gặp lại tiên đế dưới suối vàng? Xin nghe theo ngài. Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1460, như thường lệ, triều thần có buổi chầu sớm để nghị bàn quốc sự. Lúc tan chầu, các quan lui về nghị sự đường, tất cả mặc triều phục lại không mang theo vũ khí,
Nguyễn Xí biết trước đã cài sẵn người. Cơ hội đến, ông ra hiệu: tất cả xông lên! Chúng ta bạn giết quân phản nghịch. Xin tha mạng, xin tha mạng. Gần như tức khắc, cấm quân hưởng ứng đứng về phía những lão thần. Nguyễn Xí tạo phản rồi, mau hộ giá. Đóng chặt cổng cấm thành, chặn bọn chúng lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, tàn dư của nghi dân lâm vào thế bị động, từng người bị thanh trừng. Dám coi thường lão phu hả? Triều đại 243 ngày của Thiên Hưng Đế khép lại, ông bị phế truất. Ngươi, ta, ta ngươi cái gì? Tự xử đi. Ngày hôm đó, Gia Vương Tư Thành được đón lên ngôi hoàng đế, tức vua Lê Thánh Tông. Sau khi vua mới đăng cơ, những người tham gia cuộc chính biến đều được phong thưởng. Nguyễn Đức Trung tham gia sứ nghĩa được xếp vào hàng thứ hai trong danh sách trung hưng công thần. Vua mến con gái ông, tuyển làm phi, cho ở cung Vĩnh Ninh. Năm 1461, bà hạ sanh hoàng tử Lê Tranh. Năm sau, vua lập hoàng tử làm thái tử. Như vậy, Nguyễn tộc hai đời khai quốc, giành nhiều chiến công trên khắp các mặt trận lớn nhỏ. Gia tộc Nguyễn Đức Trung không chỉ lập thánh tông mà còn dốc lòng giúp nhà vua hoàn thành đại sự, tôn lập hiến tông, túc tông, tổ chức chính biến phế truất Lê Quy Mục, giải quần chống lại họ Mạc. Một lần nữa trung hưng nhà Lê trước khi vào Nam mở đất.